Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ sáu ngày 6 tháng 4 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục trong xuống tăng khá mạnh với tỷ lệ tăng là 0,7%. Giao dịch quanh mức 2.348,9 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ đứng ở mức 105,6 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ, giao dịch ở mức 64.490 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4,689% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ, đứng ở mức 83,88 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đang được thúc đẩy nhờ nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn trước rủi ro địa chính trị và xu hướng mua dòng vàng của các ngân hàng trung ương. Cụ thể, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã mua dòng 160.000 ao vàng trong tháng 3. Còn lại các ngân hàng trung ương như Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Ấn Độ và một số nước Đông Âu khác cũng đều mua dòng vàng trong năm nay. Dự báo xu hướng của giá vàng trong thời gian tới. Với thông tin hạ lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đóng vai trò quan trọng cho đà tăng của vàng, khả năng Fed giữ lãi suất cao hơn đang đặt ra rủi ro đối với vàng, nhất là khi giá vàng đã tăng quá mạnh trong thời gian ngắn vừa qua. Theo ông Barrett Malik, chiến lược gia trưởng của công ty TD Security cho biết, nếu dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục mạnh hơn dự báo, việc Fed hạ lãi suất sẽ không sớm xảy ra và vàng khó duy trì được mức giá cao như hiện nay. Với các nhà giao dịch cũng đã bớt kỳ vọng vào khả năng nới lỏng lãi suất của Fed trong tương lai gần. Theo công cụ Fed Watch Tool của sàn CME cho thấy, chỉ có 52% các nhà giao dịch đặt cược Fed sẽ giảm lãi suất 0,25% trong tháng 6 tới đây. Dù vậy, các chuyên gia đánh giá rằng giá vàng vẫn được thúc đẩy mạnh nhờ hai động lực chính, đó là việc mạnh tay gom vàng của các ngân hàng trung ương cũng như sự bất ổn chính trị leo thang. Theo nhà phân tích cấp cao của CTNX, ông Mark Simpson dự báo rằng giá vàng sẽ nhanh chóng về ngưỡng 2.330 đô la Mỹ trên một ounce cho đến 2.350 đô la Mỹ trên ounce. Còn theo giám đốc điều hành Zenith Gold Group cho rằng trong năm nay cuộc bầu cử Mỹ và nhiều xung đột địa chính trị sẽ giúp vàng đạt nhiều kỷ lục mới. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm cuối giờ chiều nay, giá vàng SJC trong nước bất ngờ tăng rất mạnh với mức tăng cao nhất là 1,3 triệu đồng cho một lượng. Nắm bắt thời cơ này thì nhiều nhà đầu tư đã đi bán vàng chốt lời. Cụ thể, đến thời điểm chiều tối nay, giá vàng SJC trong nước tăng mạnh hơn so với phiên sáng ngày hôm nay với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 83 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 85,2 triệu đồng trên một lượng. So với sáng ngày hôm nay thì giá vàng SJC ở công ty này đã tăng 1,3 triệu đồng trên một lượng mua vào, tăng 1,2 triệu đồng trên một lượng bán ra. Khoảng cách chênh lệch giữa hai chiều mua vào và bán ra hiện tại đang ở mức 2,2 triệu đồng trên một lượng. Còn đối với Bảo Tín Minh Châu, niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 83,1 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra ở mức 85 triệu đồng trên một lượng. So với sáng ngày hôm nay, giá vàng SJC được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng trên một lượng ở cả hai chiều. Khoảng cách chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra đang ở mức 1,9 triệu đồng trên một lượng ở thương hiệu này. Với mặt hàng vàng nhẫn cuối giờ chiều nay, tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 75,09 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 76,7 triệu đồng trên một lượng. So với kết thúc ngày hôm qua, giá vàng nhẫn tròn trơn ở Doji đã tăng tới 1,25 triệu đồng trên một lượng cho cả hai chiều. Giá vàng nhẫn ở các thương hiệu khác cũng tăng mạnh. Với Bảo Tín Minh Châu, mua vào mức 74,58 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 76,18 triệu đồng trên một lượng. Như vậy là giá nhẫn tròn trơn của công ty này cũng tăng tới 960.000 đồng trên một lượng ở chiều mua và tăng 860.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Theo ghi nhận, đến cuối giờ chiều ngày hôm nay trước kỳ nghỉ lễ, tại phố vàng Trần Nhân Tông Hà Nội vẫn đông người đến giao dịch, trong đó có cả người mua và người bán. Theo chị Thu Phương ở Hai Bà Trưng Hà Nội, chia sẻ rất bất ngờ vì giá vàng trong nước lại tăng cao, dù trước đó Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức phiên đấu thầu vàng để góp phần bình ổn thị trường giá. Tôi không nghĩ giá vàng trong nước lại tăng cao như hiện nay, đến chiều nay mới biết giá vàng miếng SJC tăng trên 85 triệu đồng trên một lượng ở chiều bán ra và 83 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào, tôi đã đi bán vàng, chốt lời theo chị Thu Phương chia sẻ. Tương tự như vậy, theo anh Bảo Trung ở Hoàn Kiếm Hà Nội cũng cho biết, nắm bắt giá vàng đang trên đỉnh lịch sử, chiều nay tôi đi bán vàng và nhiều người cũng có tâm lý này. Theo chị Thanh Thảo ở Mỹ Đình Hà Nội cho biết, khi vào xu thế tăng, vàng thường tăng rất nhanh. Nên dù giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng, nhưng với biến động của giá vàng trên thị trường thế giới hiện nay, chị vẫn quyết định mua vào với kỳ vọng giá vàng trong nước sẽ còn tiếp tục tăng. Tuy nhiên, đưa ra các lời khuyên cho nhà đầu tư và người dân trong nước, đại diện Bảo Tín Minh Châu khuyến cáo,
Dù giá vàng SJC bật tăng nhưng nhà đầu tư và người dân nên cân nhắc trước khi giao dịch và thường xuyên theo dõi giá vàng trên các kênh chính thống để có những quyết định đầu tư phù hợp. Với các chuyên gia cũng khuyến cáo rằng nhà đầu tư nên thận trọng mua vàng đầu tư, nhất là mua vàng để lướt sóng thời điểm này. Bởi rủi ro khá cao, giá vàng tăng nhanh nhưng cũng giảm rất nhanh, nếu không tính toán kỹ lưỡng kịp thời sẽ trở tay không kịp và dễ thua lỗ. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng và vàng nhẫn nhìn chung thì vẫn duy trì đà tăng rất mạnh. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin này. Còn trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 25.118 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.458 đồng trên đô la Mỹ, đóng cửa ngày hôm nay bằng một phiên giảm 19 đồng trên đô la Mỹ trong cả hai chiều. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do khép lại phiên này cũng bằng một phiên giảm 90 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, giảm 70 đồng trên một đô la Mỹ bán ra, mua vào mức 25.530 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.630 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8.300.000, bán ra 8.520.000, tăng 1 triệu đồng trên một lượng mua vào, tăng 900.000 đồng trên một lượng bán ra, hay là tăng 100.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, tăng 90.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra vẫn ở mức cao, ở mức 2.200.000 đồng trên một lượng, và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 8.300.000, bán ra 8.520.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.260.000, bán ra 8.480.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 8.300.000, bán ra 8.520.000. Phú Quý SJC mua vào 8.320.000, bán ra 8.520.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.325.000, bán ra 8.515.000. My Hồng SJC mua vào 8.330.000, bán ra 8.470.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8.300.000, bán ra 8.500.000. Ngân hàng T Bank Gold mua vào 8.260.000, bán ra 8.480.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8.300.000, bán ra 8.522.000. Tiếp theo là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Khép lại phiên này cũng bằng một phiên tăng mạnh, tăng 1 triệu đồng trên một lượng mua vào, tăng 900.000 đồng trên một lượng bán ra, hay là tăng 100.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, tăng 90.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra vẫn giữ ở mức cao, ở mức 2.200.000 đồng trên một lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 8.300.000, bán ra 8.520.000. STC Huế mua vào 8.300.000, bán ra 8.520.000. STC Biên Hòa Miền Tây Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 8.300.000, bán ra 8.520.000. STC Bạc Liêu Phan Rang Hạ Long của Quảng Nam mua vào 8.300.000, bán ra 8.520.000. Cuối cùng là giá nhẫn bục số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì vẫn duy trì đà tăng mạnh và đang được niêm yết như sau. Nhẫn bục số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 7.380.000, bán ra 7.550.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.370.000, bán ra 7.470.000. Vàng 24K mua vào 7.196.000, bán ra 7.396.000. Vàng 18K mua vào 5.368.1000, bán ra 5.618.1000. Vàng 14K mua vào 4.120.4000, bán ra 4.370.4000. Vàng 10K mua vào 2.880.3000, bán ra 3.130.3000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.